Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tiêu Chiến bị nhà đài trợn mặt vì chót có phim flop, một mỹ nam cùng cạnh ngộ lại được oi bế hết nấc. Nhận tượng danh xưng định lưu sẽ giúp Tiêu Chiến ít nhiều nhận được đại ngộ từ các nhà sản xuất. Thế nhưng chỉ sau cú trượt nắng gắt bên tôi, nam diễn viên chính thức bị xoán ngôi. Lần hiếm hoi Tiêu Chiến và Thành Nghị đụng độ nhau nhưng đều thất bại thảm hại. Sở hữu ngoại hình điện trai cùng khả năng diễn xuất ổn định qua các tác phẩm, Tiêu Chiến và Thành Nghị hiện đang là hai sao nam hoa ngữ được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng cả hai mỹ nam này cũng vẫn chưa đủ sức gồng cánh được tác phẩm mà họ tham gia gần đây. Thời gian trước đó, cả Thành Nghị và Tiêu Chiến đã có không ít tác phẩm lên sóng và tạo tiếng vang lớn, trong khi Tiêu Chiến gây ấn tượng với dự án chính kịch, đặc sắc, Vùng biển trong mưa ấy, thì Thành Nghị cũng kịp tạo được ấn tượng với khán giả qua siêu phẩm cổ trang Liên Hoa Lâu. Dù được đánh giá là những sao nam có khả năng gánh phim, nhưng với các dự án ra mắt mới đây, cả hai vẫn chưa tạo được bứt phá vì nhiều nguyên do. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị đóng chính hiện đang gây thất vọng vì không gây được tiếng vang lớn như ở Liên Hoa Lâu ra mắt trước đó. Điểm trừ lớn mà phim đang vướng phải chính là màn kết đôi không thể nào dạ chân hơn của Thành Nghị và Trương Dư Hi. Khi đối chiếu với Liên Hoa Lâu hay Trong Muộn Hương Phai, có thể thấy rằng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi hoàn toàn yếu thế hơn hẳn. Thậm chí trong tác phẩm này, Thành Nghị còn để lộ nhiều yếu điểm trong nét diễn khiến khán giả không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, Thành Nghị vẫn được khán giả chấm trước bỏ qua vì hình tượng hợp nhân vật. Tuy nhiên, dù là siêu bão giúp tên tuổi Thành Nghị được nâng tầm, gần đây vẫn có thông tin trước sự thành công đến quá bất ngờ vừa vượt ngoài mong đợi. Có nguồn tin nói rằng iQIYI muốn sản xuất thêm phần 2 Liên Hoa Lâu, nhưng khi ngỏ ý với nam chính Thành Nghị, gà cưng Hoan Thụy Thế Kỷ đã khước từ, không nhận lời tham gia. Đa phần netizen đều cảm thấy Thành Nghị không diễn tiếp phần 2 là hợp lý. Đại kết cục Liên Hoa Lâu tuy buồn cũng đã lấy đi vô số nước mắt từ người xem, nhưng chính nhờ vậy mà càng khiến khán giả nhớ mãi không quên. Lý Tương Di, Lý Liên Hoa sẽ sống mãi trong tâm trí họ. Hơn cả, chính tác giả của bộ truyện gốc Đăng Bình đã từng tiết lộ phim sẽ chỉ dừng lại ở con số 40 tập như hiện tại. Dự án Vợ Hiệp Trinh Thám của Thành Nghị, Liên Hoa Lâu xứng đáng là bộ phim đáng xem bậc nhất của màn ảnh hoa ngữ hè năm nay. Không cần khai thác những câu chuyện tình yêu tay ba, tay tư, đôi đám hay ngược luyến tàm tâm. Nhưng thấy trên màn ảnh nhỏ, Liên Hoa Lâu vẫn được khán giả săn đón nhiệt tình, bàn luận sôi nổi, liên tục mang về nhiều kỷ lục đáng nể, bao gồm cả thành tích chiếu mạng lẫn chiếu đài. Về phía Tiêu Chiến, trong khi đó cùng rơi vào cảnh có phim flop, Tiêu Chiến lại phải đón nhận không ít những lời chỉ trích của khán giả. Ban đầu, bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả bởi sở hữu dàn diễn viên chính siêu chất lượng gồm Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà. Khán giả đã tin chắc rằng với dàn diễn viên chính này, Nắng Gắt Bên Tôi không thể nào thất bại. Điều này đã thể hiện ở rating ngày đầu tiên của bộ phim khi rating Nắng Gắt Bên Tôi đạt tới 1,47%. Tuy nhiên, càng về những tập cuối, tác phẩm càng lại càng cho thấy sự giảm nhiệt đáng lo ngại. Để rồi cuối cùng, Nắng Gắt Bên Tôi lại phải kết thúc trong lặng thầm rating không mấy khả quan. Nguyên nhân của việc sức hút phim ngày càng giảm là do kịch bản phim không thu hút. Vốn dĩ kịch bản ban đầu của Nắng Gắt Bên Tôi đã không quá mới mẻ, kèm theo đó là mạch phim chậm hơn Người Đi Bộ. Ngoài ra, việc thiết lập nhân vật không có gì đặc sắc, từ chính cho đến phụ, thời lượng dành cho các cặp đôi phụ cũng chiếm không ít thời lượng các tập phim, đã khiến khán giả phải tua rất nhiều. Thế nhưng vẫn có một bộ phận khán giả mang quan điểm trách nhiệm lại một lần nữa được đổ dồn về cho Tiêu Chiến. Họ cho rằng anh chàng quá kém cỏi, diễn xuất nhàm chán khiến thành tích của Nắng Gắt Bên Tôi biết. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.